chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một mẫu xe Sava High Speed, một mẫu xe của Đức, được trang bị cấu hình full group Shimano 105. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để các bác xem. Chiếc xe khung carbon, sơn nguyên bản. Chiếc xe thì cũng rất là đẹp, chỉ còn có một vài vết xước do quá trình sử dụng với cả là xe bãi nên là không thể tránh khỏi. Không cắt luôn khí lượng được học. Tay lắp 105. Bánh 3 mảnh. Bánh DT Swiss. Bánh hàng hiệu của Thụy Sĩ. Bộ chuyển động full group Shimano 105. Còn đồ nguyên bản chính hãng của Sava. Và bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 47 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 48 cm. Chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m6 đến trên 1m7 phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị 11 tầng lít, 2 tầng đĩa, có 22 tốc độ. Động của chiếc xe thì rất là trơn tru mượt mà. Chiếc xe đang có giá bán bên em là 18,8 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943 để nhân viên bên em tư vấn. Ngoài ra các bác ấn đăng ký kênh, ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác của em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.